hạnh phúc gia đình nhiều người mơ cũng chẳng có, nhưng có những người đành lòng dứt bỏ chẳng lo. Người chê cái nồi cá kho, chê bữa cơm đói no cơ hàng, cất bước lên đô thành anh sống cuộc đời giàu sang. Đạo lý con người thì làm sao qua giận chất, nước mắt con khờ ngày ngày cứ hỏi cha đâu. Người ta bây giờ ấm no đâu có lo chúng ta nơi này, ừ thì cũng buồn vậy thôi, nhưng đâu biết phải làm sao. Nghèo thì chẳng có, nhưng có những người đành lòng dứt bỏ chẳng lo. Người chê cái nồi cá kho, chê bữa cơm đói no cơ hàng, cất bước lên đô thành anh sống cuộc đời giàu sang. Đạo lý con người thì làm sao qua giận chất, con khờ ngày ngày cứ hỏi cha đâu.